Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Trước khi đến với cái video clip ngày hôm nay thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các anh em vẫn tiếp tục gia hạn hội viên trong cái tháng vừa rồi. Cái tháng mà tôi làm việc tôi rất ít, đấy, ra clip rất ít nhưng mà anh em vẫn ủng hộ. Thì ngày mai tôi sẽ tổng kết lại và tôi sẽ cảm ơn từng anh em sau nhá. Tôi cũng thấy là có một vài anh em đăng ký hội viên đã được 25 rồi đấy. Anh em nào mà có cái huy hiệu 25 thì anh em nhớ nhá, ở trên kênh nó sẽ có một cái lễ kỷ niệm 25 dành cho anh em. Tôi sẽ ra một cái video clip thực hiện cái yêu cầu của anh em. Anh em thích tôi chơi cái bộ gì thì anh em hãy để lại dưới phần comment. Ui rồi ôi, Sanbo Exit lên được 2 sao này. Thần chết lên được 2 sao à. Chi Warrior không? Chi Warrior ở trận này có rớt có 5 rồng. Trận này có rớt có 5 rồng sợ là sẽ là có thằng nó chơi bắn trưởng đấy. Nhưng mà bài Warrior độ chả nhẽ lại không chơi nhỉ. Cái con nếu mà ra là con thần chết là lên 2 sao thì nó khỏe lắm anh em ạ. Warrior nó khỏe ở cái chỗ là giáp to nhưng mà nó yếu ở cái chỗ là đam nó không đủ, nó thiếu đam ấy. Thì cái con thần chết ấy nó là cái mảnh ghép cuối cùng cho cái việc là nó khỏe hay không khỏe cho cái bộ Warrior. Ở giai đoạn đầu mà ra là cái con này thì khả năng là chơi được. Đánh được chuỗi thắng đấy. Nó vừa trâu và nó vừa khỏe, nó vừa có đam, nó vừa rất là trâu, lì đòn. Cái bộ này nó chỉ có con Berserker và cái con Sanbo này là đầu game là khỏe thôi anh em ạ. Ra được hai con đấy lên 2 sao thì nói chung là có thể đánh được đến giữa game. Còn late game thì cái bộ Warrior nó sẽ phải phụ thuộc vào Lancer và nó sẽ phải phụ thuộc vào Chúa Quỷ ở giai đoạn late game. Tuy nhiên là cái bộ này bây giờ nó đang hơi đuối do meta khá nhiều người chơi Witcher. Đấy. Nên là thường là về late game thì cái bộ Warrior nó khá là phế, nó khá là yếu. Thời điểm hiện tại thì Warrior chắc chỉ đánh ở giai đoạn đầu giữa game thôi. Nhưng mà thôi không sao, thử một trận đi liều em nhá. Liều mình em, bởi vì làm sao? Trận này là tôi thấy là có Witcher, có cả bắn trưởng rồi này. Có hai thằng chơi à? Lúc đầu tôi định chơi Witcher đấy anh em ạ. Lúc đầu tôi định chơi Witcher nhưng mà thôi, được rồi. Thì chơi nếu mà nó độ thì mình chơi thôi. Chứ còn cũng chả có phải chuyển sang cái bộ khác làm gì cả. Về căn bản là gì? Bài nó cho gì chơi đấy anh em ạ. Thì nó là mạnh. Chứ còn cũng không cần phải ép. Kể cả là Witcher ấy, nó có mạnh ở trong giai đoạn hiện tại. Nhưng mà nếu mà không ra thì mình cũng không thể chơi được đâu. Đấy, tôi thì là tôi cũng là pick bài, tôi pick sẵn cái con Shadow Evil để tôi chơi rồi đấy. Nhưng mà đấy, âu này, ra này, ra full lần này. Nhưng mà bây giờ lại ra Berserker nữa nhá. Chơi Witcher thì đang tính xem là có chơi không. Về căn bản ấy, bây giờ chơi kiểu nó cũng chung bài nhiều ấy, nhiều người chơi cùng nó không thích lắm, không thích lắm, nói thật là như thế. Cứ tranh bài nhau không thích lắm. Mà cái bộ Warrior này nói thật với anh em là không thằng nào chơi. Không một thằng nào chơi luôn. Hứa là nếu mà chỉ có chơi Warrior ấy thì là chơi một mình. Không có tranh bài với bất cứ ai cả, bởi vì làm gì có thằng nào chơi đâu. Bây giờ meta Witcher không ai chơi Warrior và cũng không ai chơi Knight. Nếu mà chọn hai cái bộ đấy thì khả năng là chơi một mình là rất cao. Đấy. Thôi được rồi, cứ từ từ đã anh em ạ. Cứ Warrior đây này, anh em thấy không? Warrior độ thật ấy. Level 6 đủ 6 Warrior rồi. Ok. Thế thì 6 Warrior thôi. Được chưa? Hai đỏ này. Đấy, khỏe lắm. Có vừa có đam lại vừa trâu, vừa có máu nhiều, giáp to. Giai đoạn này thì không thể nào đấm được. Witcher thì đương nhiên là chưa thể form được bài rồi. Cái bọn bắn trưởng thì cũng chưa thể có già với Thunder 2 sao để mà chơi được. Nên là bây giờ chúng ta đang là rất khỏe. Ở cái giai đoạn này là có thể là còn đánh được chuỗi thắng luôn cơ. Nhưng mà đến sang cái giai đoạn giữa game ấy, bắt đầu khoảng sau round 15 là bọn Witcher bắt đầu form được đội hình. Thì cứ gặp Witcher là mất là full bàn luôn. Lúc đấy là full bàn luôn đấy. Sau round 15 là bọn nó bắt đầu xả tiền, bọn nó bắt đầu form được cái bộ Witcher đủ level 7 là đủ rồi.
Đấy, mà bây giờ trận này đang có một cái thằng Witcher đang là gọi là đánh chuỗi thắng ấy nhá. Đấy. Tuy nhiên là nó mới chỉ có một con Fallen thôi. Chưa thấy con Fallen thứ hai ở dưới hàng chờ, tức là còn lâu nó mới lên được 2 sao. Thiếu 2 con nữa cơ. Chúng ta có thể có cái cơ hội để có được cái chuỗi sau round 11. Đấy, còn đến được round 15 hay không thì nó còn phụ thuộc vào sau round 11 cái thằng kia nó có lên được 2 sao không và nó có gặp chúng ta không. Khỏe không anh em? Vào phát con Sanbo đập một phát rồi con Berserker lia dìu phát chết hết luôn. Khỏe thật sự. Hai con này là hai con cây đam chính ở trong cái bộ Warrior mà. Nếu mà không có hai con đấy ở trong bộ Warrior thì nó sẽ rất tù. Đánh rất tù luôn. Ê cái thằng kia là có chuỗi rồi cả. Cho tôi gặp đi. Cho tôi gặp nó đi. Cho tôi gặp nó đi mà. Cho gặp cái đao này đi nhá. Để ra 11 tự nhiên lên được con Fallen Witcher lên 2 sao xong Blink ở dưới là tôi toang ấy. Chả biết làm nào đó. Cái lúc đấy thì thua luôn. Xác định là Witcher. Gặp Witcher là kể cả nhìn trong bài có vẻ to nhưng mà thực ra nó lại không to lắm đâu. Bởi vì đam bé mà. cái giáp thì không tính rồi, không tính giáp rồi. Vậy còn đam thôi. Đam nó phải đủ để đánh được cơ. Nhưng mà nếu mà đánh kiểu chơi đôi công thì bộ này yếu hơn. Đây rồi, gặp rồi. Mày quá, gặp sớm anh em ạ. Anh em ơi, cái con vô lần Witcher của nó kìa. Vừa bay vào phát mất dạng luôn. Ôi, nhưng mà anh em nhìn này. Cũng vãi đái đấy anh em ạ. Ôi rồi ôi, anh em thấy không? Tí nữa thì tôi đùa. Cũng vãi đái đấy. Căng phết. May mà gặp nó sớm đấy. Chứ còn gặp ở round 11 thì cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Gặp nó sớm thì quả vừa rồi là cũng suýt thua. Vừa mới ăn cái thuyền cái là còn có 3 con có một chấm máu. Rồi tính ra xem cái thằng round 11 là thằng nào. Vậy là chúng ta còn một cái thằng RZ à? Đúng không? Đúng rồi. Rồi, yếu. Chơi Clyde ạ. Vãi đái thật. Meta này mà chơi Clyde thì cũng giống như là tôi chọn chơi Warrior thôi. Late game là thế nào thì cũng ăn hành. Có cái thằng là có con Berserker 2 sao chơi Warrior này. Vãi đái không? Thằng này nguy hiểm nhá. Berserker 2 sao ạ. Gặp thằng đấy khả năng là sẽ mất chuôi đấy. Bây giờ tôi phải kiếm được con Swordman 2 sao nữa thì mới giữ được cái chuỗi này. Úi giời, đồ mới này. Búa Sigma. Búa Sigma hay là búa Set đây. Búa Set ngon hơn đấy. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ lấy cái món đồ cái búa Stun này cả. Có khả năng stun 20% à? Trong vòng 3 giây. Ây à, cũng căng đấy. 3 giây cơ. 20% tức là cái cơ hội là chém 5 phát là được 1 phát. Thì cũng được, cũng được để thử test thôi nhá. Mặc dù tôi thấy là cái bố set vẫn ngon hơn. Nhưng mà thôi được rồi. Không sao, test. Test meta mà, meta mới đã chơi được mấy đâu. Test thử xem cái búa này nó có mạnh không nào. Búa này tôi nghĩ là mạnh nhất là kết hợp với cả con ốc ấy. Con ốc ở trong bộ có thể là bộ Greater chói liên tục luôn. Tôi nghĩ là bây giờ tầm này vẫn ổn. Cầu trời lại lệ Phật cho không gặp cái thằng Viking thôi. Cái thằng Viking nó có cái con Berserker 2 sao thì có vẻ khó quá. Còn những cái thằng khác thì có thể chơi được. Ngoài ra thì cũng cầu trời lại Phật cho cái thằng top 2 nó không ra con Fallen sớm. Chứ còn nếu mà nó lên được 2 sao thì chắc là tôi cũng đầu hàng thôi. Chứ tôi cũng chả biết làm nào. Con Fallen mà nó lên được 2 sao thì chỉ có cầu mong cho không gặp nó thôi. Chứ còn gặp nó thì gặp luôn đi. Ở round 12 thì là ok nhất. Úi, gặp thằng này. Ơ nhưng mà thằng này nó không up cấp anh em ạ. Thế thì vẫn ăn được. Thằng này nó không up cấp, nó vẫn thiếu một Warrior. Thế thì nếu mà nó up cấp lên là cái sức mạnh của nó ngang bằng tôi đấy. Tức là nó 6 Warrior kẹp với cả cái bộ Half Orc ấy. Nếu mà nó lên 7
Ui, trận này tôi ra Fallen nhiều không này. Chính ra là mất trận này mình ra, mình chơi Fallen Witcher kẹp beat, kẹp với cả Witcher có khi là ngon rồi đấy. Nhưng mà thôi kệ đi. Tôi trận này tôi nhận thấy là ở trong cái bộ truyền thuyết ấy nó có cái con tướng mới anh em ạ. Mà cái con tướng mới nó ở trong cái bộ Warrior đấy, và nó ở trong cái bộ Beat. Chúng ta có thể có một cái ý tưởng đấy là chơi cái bộ 9 Warrior kẹp với cả 4 Beat đi, đánh ở level 10 là được đủ bộ. Không biết là cái sức mạnh của bộ đấy nó có mạnh không. Đấy, tướng mới cũng có khả năng là khống chế này, vừa có đam, gây một cái lượng đam khá là to đấy. Lại còn ở trong cái bộ Beat nữa. Rất hay, chúng ta có thể chơi được là 4 Beat kết hợp với cả 9 Warrior. Vừa trâu mà lại vừa có đam, vừa có một cái lượng đam lớn đến từ cái bọn Beat. Ngoài ra ở trong cái trận đấu này nó có cái con chúa quỷ nữa, cũng rất là ok. Cái con chúa quỷ nó ở trong cái bộ Demon, sau đó thì nó còn được bắp bởi 4 Beat nữa. Ở trong cái bộ 9 Warrior thì thực sự nó là một cái chiến binh bất tử đấy. Vừa đam to vừa trâu luôn. Chỉ cần kiếm được nó cho nó cái mặt nạ hút vào cuối thôi là xong. Đảm bảo cái vấn đề về hồi máu. Trận này nói chung là chọn đúng lên văn minh rồi anh em ạ. Khá là ok. Rồi. Tí nữa nó sẽ là Kunkka. Trong cái đội hình nó sẽ có con Kunkka nữa. Fallen Witcher với 1 sao thì yên tâm, vô tư đi. Thái chắc vẫn ăn được rồi. Ok. Sàn bầu nó gánh tôi từ cái lúc mà nó lên 2 sao giờ đấy anh em ạ. Khỏe thật. Thôi up dần lên 9 đó. Đủ tiền cái lên 9 luôn. Bộ này rất là đơn giản bởi vì Warrior nó có nhiều con mà. Đấy, cứ có con Warrior nào thì mua vào thôi. Xong rồi là đến đúng level thì nếu mà đủ 9 con rồi thì cứ up lên 9 thôi. Đủ tiền, đủ level thì up lên. Up lên 9 cho 9 con vào là xong. Lúc đấy thì yên tâm, bộ này là khỏe rồi. Đấy, chỉ có cầu trời khấn Phật cho không gặp mết với không gặp Witcher. Chứ còn nếu gặp những cái bộ khác thì vô tư. Chỉ có sợ hai cái bộ đấy thôi, Witcher với cả mết. Bây giờ nhá, thậm chí là nó còn không sợ cả cái bộ ngày trước là có cái bộ nó là cái bộ gì nhỉ, bộ Warlock ấy. Bây giờ nó không sợ lắm đâu. Bộ này nó đấm bộ Warlock như con luôn. Warlock nó phải late game nó mới khỏe, chứ còn giữa game vẫn bị Warrior nó hành. Sắp lên được 9 rồi đấy. Đây rồi, sẽ phải lấy cái đồ hồi máu anh em nhá. Bộ này nó thiếu hồi máu. Tôi sẽ lấy cái cốc thôi. Cái chiến thánh bây giờ nó giảm xuống, nó còn có cái đồ xanh dương đấy, rất là dễ lấy. Không như ngày trước là phải đợi cái món đồ tím. Thì bây giờ đồ xanh dương là cũng thể có thể cầm rồi. Sau đó khi nào mà đủ món đồ tím thì kiếm cái giáp xoay. Bộ này chỉ có cái giáp xoay này, cái giáp trừ tà là hết ở trong cái đồ tím thôi. Là sau đó là chuyển lên đồ cam và lấy full đồ cam luôn. Nhưng mà không lấy đồ tím nhiều. Mặc dù trong món đồ tím cũng có vài món có thể sử dụng được ở trong cái bộ Warrior. Nhưng mà những cái món đấy nó chỉ là những cái giải pháp tình huống thôi. Ví dụ như là cái MKB thì đánh với cả Feather thì lấy, hoặc là cái BKB thì sẽ chơi với cả Mage thì chúng ta sẽ lấy. Đấy, hay là một cái món nữa cũng khá là ngon nhưng mà tùy trường hợp, đấy chính là cái búa bình minh. Cái búa bình minh thì nó sẽ tùy, có những cái trận đấu thì cần và có những cái trận đấu thì không cần. Đấy, mặc dù nó tăng khả năng khống chế lên đấy nhưng mà đồ cam vẫn ngon hơn. Trên món đồ cam này nó có cái giáp xương này, sau đó là có cái vương miệng đó, rất nhiều những cái món ngon. Và đặc biệt đó là cái hút máu cuối, là cái món mà rất là cần ở trong cái bộ Warrior. Nó có khả năng hồi máu. Bộ Warrior này nó mặc dù nó trâu nhưng mà nó không có khả năng hồi máu ấy, anh em ạ. Nó cần cái món đấy. Đây rồi, cái thằng Witcher này. Đừng bảo thua này nhá. Trận này làm Witcher đấy. Trận này hai thằng Witcher.
Hai thằng Witcher anh em ạ. Nhưng mà tôi bây giờ tôi có khả năng hồi máu rồi, khỏe rồi. Mà kể là Witcher nó vẫn sẽ bị phản bởi 9 Warrior đấy. Tôi up lên 9 là nó cũng sẽ bị phản một phần. Bọn này nó không đánh xuyên giáp 100% đâu. Nó vẫn sẽ có những cái phần trăm mà đánh vào giáp. Nó sẽ phản ở những cái phần trăm đấy. Hình như là bây giờ là 90% thì phải. 90% xuyên giáp, còn lại 10% là sẽ đánh là bị trừ bởi giáp. Thì cái 10% đấy nó sẽ phản lại ở trong cái 10% đó. Tôi nghĩ là với cái đội hình như này ấy, thì trước round 20 thì không có cái đội hình nào nó là đối thủ của 9 Warrior đâu. Vô tư thôi, cứ đứng thế này là ok rồi. Ua mà này, thằng này beat à? Beat Meteorite à? Vô tư rồi. Beat thì có cái cửa gì mà đánh được Warrior? Ok. Ở trong cái meta mới có nhiều anh em bảo là bộ beat này nó khá là mạnh đấy. Tôi chưa có thời gian test thử. Do là nó có thay đổi skill của cái con giải cá. Cái con giải cá giờ nó có khả năng là tăng cái stack của những cái con đệ. Thì tôi nghĩ là nó cái bộ beat bây giờ nó chơi theo kiểu là nó thích hợp chơi kiểu gọi đệ hơn. Chơi kiểu siêu đẻ. Chơi những con triệu hồi lấy đồ co là sách. Chứ còn không giống như kiểu meta trước. Meta trước là mặc dù là beat nó rất nhiều, nhưng mà beat nó hay đánh theo kiểu là chơi beat Kira, dồn đồ cho máy bay hoặc là dồn đồ cho cáo. Nhưng mà sang meta này tôi nghĩ là nó sẽ có một chút thay đổi cái cách chơi của bộ beat. Nó lại quay trở về cái thể loại siêu đẻ. Đó. Trận sau tôi sẽ thử làm cái bộ siêu đẻ kết hợp với beat xem nào. Rồi, vô tư rồi. Thằng này có chơi cái gì không biết. Chơi Warrior Fake à? 9 Warrior Fake à? Chơi như thế này là nếu mà chúng ta nhá, lên được level 10 mà ra con tướng beat Warrior 5 đô ấy, là chúng ta kết hợp được cái bộ 9 Warrior kết hợp với cả 4 beat. Nhưng mà nó có một cái hay nữa, nếu mà chúng ta kẹp Wizard vào là nó còn kẹp được cả cá cơ. Đấy, nó hay cái chỗ đấy. Nó vừa có 9 Warrior, nó vừa có 2 cá, mà nó lại vừa có 4 beat luôn. Hay không? Bình thường bộ 9 Warrior mà nếu mà không có con tướng đấy là chỉ có up lên 10 là kẹp cá mà thôi. Hoặc là kẹp thêm là gì? Kẹp thêm là con Velomancer để chơi cái bộ Kira. Nhưng mà tôi thấy cái món đồ Kira ở trong cái meta mới nó không hợp với cái bộ này lắm. Bởi vì cái bộ này nó gây đam là nhờ cái việc phản đam đến từ những cái con tướng. Càng đông thì càng phản nhiều, càng nhiều máu thì càng phản được nhiều. Mà bây giờ mà mình tự nhiên mình luốt bố nó hết cả quân rồi thì đâm ra là chả còn quân mà phản nữa. Đấy. Luốt 4 con là coi như là mất mỗi con là đi 60% máu rồi. À sorry anh em, 40% máu của mỗi con rồi. Cái con Ankira nó chỉ được hưởng 60% máu của cái con gốc thôi. Đấy là chúng ta sẽ mất 40% máu của tới tận 4 con xung quanh. Thế nên là nó sẽ phản nó không được nhiều. Ok. Đấy, như này mà ra được con Warrior beat cuối cùng thì là chúng ta sẽ có là 4 beat đấy. 4 beat kết hợp với cả 9 Warrior và 2 cá luôn. Tức là chúng ta sẽ không ngán đây kể cả Warlock này anh em này. Warlock này chưa lên được level 9 thì nói chung là vô tư. Ấy, anh em thấy chưa? Đấm nó sấp mặt luôn. Cái bọn Warlock này nó gây đam nó yếu lắm anh em ạ. Nó gây đam được có tí mà. Chủ yếu là đam phép thì kẹp cá vào là hết vẹo. Ui, ra kiếm hồn này. Nếu mà ra con kiếm hồn này thì tôi sẽ có một cái tư tưởng là tôi sẽ chuyển về Witcher chơi. Witcher kẹp với cả Warrior. 6 Warrior kẹp với Witcher là còn có cả 4 beat nữa nhá. Đấy, 6 Warrior mà kẹp Witcher là còn có cả 4 beat. Mà kẹp thêm được hai con Demon, đấy là con Doom với cả con chúa quỷ. Từ từ nhá. Tôi nghĩ cho con kiếm hồn này vào mạnh hơn này. Vẫn có thể đánh 9 Warrior. Đồ thì bây giờ cho kiếm hồn khỏe hơn không? Kiếm hồn nó có cái skill mới anh em ạ. Nó gây đam diện rộng.
các cái bóng ma nó hiện ra, nó sẽ đánh, nó sẽ trên bàn cờ có bao nhiêu con thì sẽ bấy nhiêu cái bóng ma. Đấy, nó sẽ giải hết bóng ma ở tất cả bàn cờ luôn. Mà trông có vẻ không uy tín lắm nhỉ. Sao bóng ma đam bé đấy nhỉ. Đam bóng ma có phải là cái đam nó hình vàng vàng không? Cái lượng đam nó là màu vàng đúng không? Hơi ít. Trông có vẻ hơi a đuổi ấy nhỉ. Chắc là cái quả vừa rồi địch chết nhanh quá nên là chưa kịp gây đam. Thử nào. Thử một vài cái đao khác nữa nào. Test thử cho anh em luôn con tướng này luôn nhá anh em nhá. Nó cũng thay đổi skill của nó. Kiếm hồn bây giờ thay đổi rồi, không còn như ngày trước nữa đâu. Skill của nó cũng rất là hay đấy. Skill của nó là bây giờ là giống hết Dota luôn. Chiêu cuối của Dota ấy. Đấy, bây giờ là ultimate của Dota là nó y hệt như thế luôn. Gọi ra bóng toàn bộ bản đồ, sau đó thì có bao nhiêu quân thì nó sẽ có bấy nhiêu cái bóng ở trên đầu của những cái con đấy. Và những cái bóng đấy nó gây đam, nó chém nó gây đam. Nào thử nào. Biến ra đi, đúng rồi. Chém ra nào. Trông có vẻ hơi yếu. Lượng đam nó vẫn đến từ con Sandbow nhiều hơn. Sandbow đã gây một cái lượng đam nó là 4k6 đam nhưng mà nó không có đồ. Còn cái con kiếm hồn của tôi full đồ nhưng mà chỉ gây được ra 4k đam. Kém tận 600 đam. Điều thật. Vậy là sao? Vậy là kiếm hồn phế hay sao? Cái này thì cũng chưa đánh giá được. Phải xem lead game con này nó lên 2 sao rồi sao. 2 sao liệu rằng còn có phế không? Mà trông có vẻ gây đam ít nhỉ. Lượng đam trông yếu thật sự luôn. Mấy cái bóng còn phế là ngày trước là sao? Kiếm hồn ngày trước là nó đánh được kiểu đam tổng lực, dồn đam mạnh hơn. Bây giờ kiểu đam tỏa ra như này tôi thấy nó hơi yếu ấy anh em ạ. Trông có vẻ không được mạnh cho lắm. Ngày trước cái lượng đam nó đến từ cái cú x2, x3, x5. Khi mà có bóng thì nó x2, x3 lần đam lên. Và bây giờ thì nó lại không x nữa mà nó lại theo kiểu là đánh đam, gây đam theo kiểu tổng thể, tổng quát, AOE nhiều hơn. Chứ nó không phải như ngày xưa. Cái con này mà nó gây đam AOE thì tôi nghĩ là nó sẽ phải kết hợp với cả một cái món chấn phái, đấy chính là cái vương miệng. Bây giờ chúng ta kiếm cái vương miệng của nó. Con này mà có cái vương miệng thì nó mới thực sự nó là đúng này. Nó mới là hàng chuẩn này. Nó phải vương miệng xong nó bóng nó bay khắp bàn cờ đúng không? Xong những cái bóng đấy nó lại có cái khả năng của cái vương miệng đấy nữa. Nó có hiệu ứng ở vương miệng lên tất cả các cái bóng. Thế thì nó mới giống Dota. Liệu rằng nó có thế không? Cái này nó có thế không nhỉ? Nếu mà bóng nhá có hiệu ứng của đồ nhá thì cực kỳ khỏe luôn. Mà sợ bóng không có hiệu ứng của đồ thôi. Nếu mà bóng có hiệu ứng của đồ nhá thì cái búa ấy, cái búa bát này nó có bóng, nó có khả năng là đánh stun luôn. Thế thì cực kỳ khỏe. Chả biết là ở trong auto chat thì thế nào chứ còn Dota thì từ từ nhá. Ui rồi ôi, ra được con này rồi. Thế thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là 9 warrior kẹp với cả 4 beat, không nói nhiều. 2 cá nữa. Được chưa? Rồi. Bỏ đua mà. Không ổn. Thế này thì mất bit. Thôi bỏ cá. Bỏ cá đi. Con tướng mới tôi dồn hết đồ nó nhá. Để xem nó có mạnh không. Giờ đổi hết cái đống đồ này lấy đồ cam luôn này. Được không? Thiếu một đồ à? Vứt búa cái búa đi anh em ạ. Trông có vẻ a đuổi lắm. Rồi lấy cái giáp xương. Lấy cái giáp xương này. Tăng khả năng phản đòn. Kèm theo đấy là có thể trừ giáp đối thủ nữa. Xung quanh đối thủ sẽ bị trừ giáp. Ok, tôi vẫn sẽ giữ lại cái kiếm hồn. Tí nữa sẽ chuyển bài thôi chứ còn cũng không chơi được kiểu chơi ấy đâu anh em ạ.
sẽ phải giữ con kiếm hồn đấy. Đây này, cái thằng Witcher này. Đấy, thua. Ua, cái con tướng mới yếu nhở. Ôi kìa, chưa kịp tung trưởng bắn chết tươi luôn. Vãi đài thật. Khả năng trận này sẽ phải chuyển sang Witcher chơi. Còn hai thằng Witcher cơ. Mà chả nhẽ cái thằng Beast nó yếu đến mức mà nó không đánh được cái thằng Witcher hay sao? Thậm chí cái thằng Witcher kia, cái con Fallen nó vẫn còn chưa lên được 2 sao nhá, nó vẫn 1 sao luôn. Đang này chưa thua rồi, nhưng mà nếu mà nó lên 2 sao nó đấm ngược lại luôn ấy. Bây giờ cái bộ này nó hơi bị lỗi. Nó mạnh quá đáng so với cả cái phần còn lại của thế giới ấy. Thật sự là như thế. Từ từ nha. Đọc lại đi. Tôi chưa muốn bán với cái con Warrior đâu. Vẫn phải để lại Warrior vì có Beast mà. Warrior nó sẽ đánh cái bọn Beast này. Vẫn còn Beast thì chưa vứt Warrior được. Rồi, xả tiền đi. Khô máu này luôn vậy. Thôi máy bay thôi nhá, máy bay không có đồ đâu. Đấy rồi. Ok. Ui ui, cái thằng này sắp chết lên được con Fallen 3. Cay thật. Lại còn có cái món đồ counter nữa chứ. Có vương miệng để counter vào này. Sợ thế. Đánh đồ ngon đấy nhở. Hai đồ cam. Giờ tôi mới có một đồ cam thôi, nhưng mà bây giờ đổi đồ cam nữa không nhở. Nếu mà đổi bây giờ chỉ có đổi cái vương miệng thôi. Lấy vương miệng tí cho con kiếm hồn. Kiếm hồn tí nữa sẽ cosplay Spectre ở bên Dota. Để xem là nó có mạnh không nhá. Chúng ta lấy đồ y như Dota luôn. Lấy toàn đồ thủ thôi. Cho kiếm hồn. Đằng này có hai món đồ ngon. Hộp sọ đẫm máu cũng ngon. Và khiên thiên thể cũng ngon. Nhưng mà chắc là lấy khiên thiên thể. Làm sao để trâu nhất lì nhất cho mình cái con Warrior. Cái con tướng 5 đô ở trong cái bộ Beast Warrior nó lên được 2 sao mà tôi thấy nó phế quá anh em ạ. Chả đấm được phát nào luôn. Trông không khác gì mà cục thịt di động. Trông nó đấm kìa. Ôi mẹ ơi, đấm như này thì đến bao giờ. Đứng im cho nó đấm chết luôn kìa. Vãi đái thật, may có cái giáp phản nó phản lại ấy. May có cái giáp phản nó phản lại nên là chỉ còn lọt có 3 con thôi. Chúa quỷ này. Trận này có lên chơi chú quỷ không nhỉ? Bây giờ tôi đang nghĩ là Witcher mà đánh Warrior không ngon lắm. Bởi vì nếu mà Witcher Warrior mà lại đánh với cả mấy cái thằng Witcher kia, Nó đánh nhanh thì tôi sợ bộ này hơi tù. Có khi chuyển sang là Witcher kẹp với cả Beast để đấu với bọn nó anh em ạ. Lên 10 là sẽ là 6 Beast kẹp với cả 4 Witcher là vẫn chơi được. Đấy. Đồ thì đương nhiên là bây giờ là lấy cái đồ thủ rồi thì không có chơi co là con Fallen nữa. Mà bây giờ sẽ chuyển co nó sẽ là con kiếm hồn. Để tí nữa kiếm hồn nó chơi với bọn này xem là thế nào. Xem liệu rằng nó có chơi được không. Kiếm hồn mà lên được 2 sao đi. Xong kẹp với cả Witcher đi xem nào. Thử cái con kiếm hồn mới xem nó có khỏe không nào. À được. Búa bình minh nó là ngon rồi đấy. Một cái món đồ cận chiến dành cho kiếm hồn. Kiếm hồn nó sẽ không sợ cái con Fallen Witcher khi mà nó có một cái món đồ chuyên về cận chiến như thế này, có khả năng stun. Tất nhiên là phải kết liễu đối thủ nhanh, chứ còn để lâu thì
nó sẽ có nhiều món đồ cam thì tôi sợ là cũng không phải đối thủ của con Fallen đâu. Nhất là Fallen 3 sao rồi. Fallen 3 sao nó là cả một thế lực ấy. 3 sao mà RO mà full đồ cam thì chắc là cũng chịu rồi. Thôi bây giờ bắt đầu là run sang chuyển sang Witcher dần anh em nhé. Witcher 6 bit chơi ở level 10 là đủ. 4 Witcher 6 bit. Còn nếu mà chơi 4 bit thì sẽ kẹp thêm Warlock nữa. 4 bit kẹp với cái 3 Warlock. À kẹp với 4 Warlock nữa. Ok luôn. Gặp Beat thì vô tư. Chỉ sợ Witcher thôi. Gặp Beat này thì vô tư rồi. Đẩy là chết rồi. Khỏe lắm. Tướng mới. Tướng mới trông có vẻ hơi a đuổi nhỉ anh em nhỉ. Gây đam ít quá. Con này trông khá yếu. Ờ con tướng của tôi đứng im kìa. Đấm chậm đấy nhỉ. Ui vãi đái. 3 giây mới đấm được một phát ạ. Thế thì cái con này support chứ tướng gì đâu. Tướng tiểng gì. Con tướng 5 đô nó là support ạ. Con này không phải là co rồi, đánh thì đánh 3 giây mới đấm được một phát, thế này thì tôi chịu. Ok thôi, giải tán cái bọn này đi. Thằng Beat chết rồi thì còn hai thằng Witcher thôi mà. Từ từ đã, đồ này chưa đổi được. Tôi không muốn vứt cái chén thánh đâu. Cái chén thánh nó khá là ok. Bởi vì giáp nó bây giờ nó là vô ích thì chúng ta cần phải có một cái món đồ hồi máu. Yếu thật sự luôn ấy. Thể tướng mới 5 đô mà yếu thật. Đấm gì đấm 3 giây một phát thì ăn đua gì. Ui vãi đái. Đấm chết được không? Đấm chết luôn đúng rồi. Ok. Rồi. Vậy là chúng ta solo cái thằng này. Witcher. Sáu bit kết hợp với 6 warrior hiện tại. Vừa ăn được đúng không? Vừa ăn được thì thôi từ từ đã, chưa phải chuyển. Cái bộ này ấy, nếu mà có con sâu rồi chúng ta kẹp được thêm Kira và Warlock nữa cơ. Từ từ đã nhá. Vẫn có thể chơi 6 Warrior kẹp với 6 bit, kẹp với Warlock với cả Kira được mà. Rồi ta sẽ đổi cái món đồ cam. Ui là cái gì đấy? Gậy tá ác hay vương miệng nhỉ? Tôi nghĩ là vương miệng thôi. Gậy tá ác thì tôi nghĩ là nó sẽ không bắt được vào cái con Fallen 2 sao đâu. Ủa ôi trông không ổn rồi anh em ạ. Nó bắn cho một phát chết một con kia thì thôi. Ôi nhìn kìa, cái con tướng của tôi nó full đồ mà nó không gây bất cứ một cái đam nào luôn. Vai đái thật. Có vẻ như chúng ta sẽ phải chuyển sang là Witcher thật rồi. Thôi chuyển sang Witcher đi. Bây giờ thì nếu mà muốn đánh với Witcher lên game thì chỉ có Witcher đánh với Witcher thôi anh em ạ. Chả có cái bộ nào đánh được đâu. Nhất là ở trận này tôi không có những cái món đồ như kiểu Kira để chuyển sang chơi Beat hay là chơi Assassin được. Nên là thôi, chúng ta về Witcher là hợp lý nhất rồi. Solo. Thiếu một con cay đặt. Ơ được không? Lên 3 sao bố rồi. Biết thế lấy gậy tà ác nhỉ. Mà thực ra cái gậy tà ác cũng chưa chắc có đã hack được vào cái con đấy đó. Chưa chắc đã hack được vào cái con đấy. Thiếu một Witcher. Thiếu một Witcher. Tabu Witcher đúng không? Tabu Witcher hoặc là Fallen đều được. Đây rồi.
Rồi, mắc binh ở đấy anh em ạ. Kiếm hồn như này là đồ là quá là thế giới rồi. Giờ xem là có solo nổi thằng kia không thôi. Một bên là kiếm hồn với cả beat, một bên là glacier kết hợp với cả Fallen 3 sao. Ơ, đây 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 đây, quên quên. Bố này thì sẽ không có slot cho con Phelom nữa. Chán nhỉ, đồ lẻ không rèn được. Mấy cái món đồ lẻ không rèn được. cái cấm đánh thì chắc chắn là tôi sẽ không rèn đâu anh em ạ. Cấm đánh thì đối thủ chắc chắn là sẽ bị cấm đánh rồi. Đấy, cấm đánh cái con đam to nhất mà. Mặc dù không có cái hack nhưng mà chúng ta phải có cái cấm đánh. Cấm đánh này cấm đánh cái con Fallen Witcher. Kiếm hồn kìa. Nhưng mà là kiếm hồn của đối thủ. Hỏng rồi, trông yếu quá anh em ơi. Vãi, kiếm hồn gây đam kém đấy nhở. Trông chán thật đấy. Thật sự thế luôn. Đánh chậm thật. Này không ăn thua. Chả nhẽ lại thua. Cảm giác cái kiếm hồn ấy, cái skill của nó chả có cái tác dụng gì luôn ấy. Mặc dù là theo lý thuyết nhá, là con kiếm hồn skill mới của nó cực kỳ hợp luôn với cả cái bộ beat. Bởi vì làm sao? Bởi vì là các cái bóng ấy nó gây đam thì nó cũng tăng stack nhanh mà, đúng không? Nó tỏa bóng với tất cả cái con ở trên bàn cờ thì rõ ràng những cái bóng đấy nó sẽ có khả năng là nó gây stack cho những con tướng địch. Dồn stack, nhưng mà đây nó lại trông có vẻ hơi đuổi nhỉ. Trông kiếm hồn nó trông chán ấy nhỉ. Kìa. Chém chậm thật sự. Không ăn thua rồi. Kiếm hồn mỏng thế nhở. Trông nó đập như con luôn. Fallen Witcher của đối thủ nó cũng lên được 3 sao. Nhưng mà nó đấm đau rồi đấy. Mặc dù tôi toàn đồ thủ thôi nhá. Không phải là chỉ là những cái đồ kiểu tăng giáp, mà ở đây là đồ phản này, rồi đồ hồi máu, rồi đồ cộng máu các kiểu. Mà cuối cùng là cũng bị nó đấm trong vòng khoảng 2 đến 3 giây là đi rồi. Này phải xếp bài ngon mới ăn được anh em ạ. Xếp bài ngon mới ăn được. Xếp bài ngu là ăn cứt. Mày vào đây. Đón đầu luôn. Vào đây. Ôi à, chết rồi, nó lại lộn lại đằng sau rồi. Chết thật. Ơ được 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 được. Hay quá. Ui mày thế. Mày là bị stun anh em ạ. Trời ơi, nhưng mà nó chưa chết. Nó chưa chết, nó vẫn còn cơ hội sống á. Căng nha. Này ăn nhau ở xếp bài đó. Không ra lốt được con unicorn cho tôi lên 3 sao ạ. Rao này vớ vẩn rao cuối. Xếp bài ngon ăn thôi. Mày chuyển sang đấy. Mày chuyển sang đấy. Mày chuyển sang đấy. Kịp hết luôn. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi bạn ơi. Được rồi bạn ơi. Được rồi bạn ơi. Được rồi bạn ơi. Xong chưa? Xong rồi. Thế là chắc chắn là xong rồi, còn gì nữa. Bây giờ là solo. Bây giờ mới là solo này. Ôi giời ơi. Thực ra là nó rất mỏng anh em ạ. Cái con Fallen của đối thủ ấy, nó chỉ có đam to thôi. Nhưng mà nó bị bắt được cái là nó chết ngay. Trải qua là mấy cái đao trước thua là vì không bắt được nó thôi. Xếp bắt luôn, bay xuống, đập cho sấp mặt luôn. Chưa kịp hóa đã chết rồi. Rõ ràng là kiếm hồn nó vẫn khỏe hơn trong cái trường hợp là solo. Còn nếu mà kiếm hồn mà không được chạm vào người của cái con Fallen thì thôi, thì thua. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Và anh em thấy cái skill của con kiếm hồn ấy, nó thay đổi như thế thì anh em thấy nó có ok không? Chứ còn theo tôi thì cái con kiếm hồn có vẻ như là nó khá là yếu anh em ạ. Trông có vẻ không được mạnh cho lắm so với cái phiên bản cũ. Rồi, và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn cái video clip tôi để ở phần cuối video anh em nhé. Nó cũng là một cái clip mới ở trong meta mới. Chúng ta chơi cái bộ Warlock để xem là bộ Warlock là có quay trở lại meta này không anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi,
anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.